Giờ mình sẽ cho xe ôm tô của mình vượt lên đỉnh núi cao nhất Hà Nội các bạn nha. Cao nhất mà có thể đi được bằng ô tô. Sống khủng long, quá đẹp. Đây, ra đây mình sẽ quay cho các bạn thấy. Rồi. Và bây giờ mình đang có mặt trên đỉnh Đồi Bù các bạn ạ. Một cái địa điểm ngay ở Hà Nội mà có thể ngắm được bao la đất trời, 40 phút đi xe thôi. Chỗ mình đứng đang đây là cái bãi nhảy dù. Sở dĩ cái đồi này gọi là đồi 883 là bởi vì là nó có độ cao 830m so với mực nước biển. Và gió rất là thoáng. Ở đây thì là các câu lạc bộ nhảy dù sau khi được cấp phép thì có làm hai bãi đáp, một bãi đáp ở đây và một cái bãi đáp xa xa bên kia. Xin lỗi các bạn, là cái bãi nhảy, còn đáp thì ở dưới. Đấy, và hôm nay thì mình đã chinh phục cái cung đường này bằng con xe Forest của mình. Phải nói là đường thì không quá khó đi nhưng mà vừa mưa xong nó khá là trơn trượt. Sáng nay thì mình phi xe lên với tốc độ rất là cao, cảm giác rất là phấn khích vì nhìn thấy cảnh vật hai bên rất là đẹp. Cho nên là mình rẽ nhầm vào một cái ngã ba. Thay vì là rẽ lên cái đồi núi bé này thì mình đi sang cái thôn gọi là thôn Liên Khê. Nhưng mà có một cái điều rất là bất ngờ các bạn. Các bạn hãy xem tiếp cái phần tới của video sẽ thấy. Qua đó mình băng qua được một con suối cạn, một cái dốc, có nghĩa là thử xe rốt rất là tốt. Và bên kia có một cái cung đường rất là đẹp. Chính vì cái nhầm như thế nha, mình vẫn quay lại và ghi lại cho các bạn hình ảnh rất tốt để tránh các bạn nhầm lẫn sau này. Tuy nhiên cũng có thể khám phá ra một cung đường ở cái đồi bên cạnh, có thể chơi rất là vui. Mình đi nhầm đường các bạn ạ. Tìm đường lên Đồi Bù thì lại vướng vào một con suối cạn, đá nhấp nhô gập ghềnh. Mình xuống xe khảo sát và quyết định là vẫn cho em Favret băng qua bên kia để tìm đường. Dốc xuống khá là sâu. Sau khi quan sát địa hình có đá to nhưng mà nước thì nhỏ. Hòn đá thì nó cũng khá là gập ghềnh, dễ bắn lên lốp. Thì mình cho xe bò từ từ xuống và sau đó mình cài cái chế độ hỗ trợ đổ đèo các bạn ấy. Bật chế độ off-road và cài cái hỗ trợ đổ đèo để cho xe tự nó xuống, nó hãm lực xuống cái dốc. Và mình quan sát được cái lằn bánh lốp. Các bạn có thể theo dõi là mình bò xuống và băng qua cái chỗ suối này. Ban đầu thì nhìn cũng khá là nguy nhưng mà ok phết. Đường lên đồi Liên Khê là một con đường bê tông nhỏ đủ một cái lối đi. Lúc mình đi thì trời đã bắt đầu dần lên trưa và nhìn quang cảnh xung quanh khá là thoáng. Mình thấy cái địa hình ở đây tương đối là dốc và mình cảm thấy là đường rất là đẹp, cho nên mình tiếp tục đi tiếp để khám phá con đường này. Tuy nhiên đi một lúc thì đến một cái lối nó chặn lại, bởi vì là có một cái vườn dược liệu của một cái hộ dân nào đấy, người ta khóa không cho đi. Tuy nhiên là có một vài cái đường ngách cái chỗ này, thì các bạn nào mà thích chạy bộ địa hình cũng có thể khám phá đường bên này. Và từ đây vòng ngược lại về bên phía thôn Núi Bé và Đồi Bù thì các bạn phải quay đầu lại chính trên cái cung đường này. Tuy nhiên đây là một cung đường đẹp cho nên mình để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Sau khi quay trở lại đường sang thôn Núi Bé thì mình bắt vào con đường chính, mời các bạn quan sát thấy mình phi trên đèo nhé. Thank you.
Sau khi băng qua 6 km đường đèo dốc với nhiều khúc cua và mặt đường cấp phối khá là xấu, mình có mặt trên đỉnh và sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan về nơi này. Mình đang đứng trên đỉnh đồi Bù Chương Mỹ, Hà Nội các bạn ạ. Một cái nơi mà tất cả những người yêu dù lượn đều biết đến địa điểm này. Ngoài ra một số tín đồ đi phượt cũng thường xuyên lên đây, nhất là vào mùa tháng 11 và tháng 12. Thời điểm hoa cỏ mây các bạn, rất là đẹp vào tháng 11 và tháng 12 dương lịch. Cái đỉnh núi này thì dân địa phương gọi là đồi Bò. Còn có nó có một cái tên nữa là đồi 833 bởi vì là nó có chiều cao 833 m so với mực nước biển. Và đây thì có rất nhiều các cái câu lạc bộ dù lượn, người ta tổ chức các hoạt động. Ngoài ra đây cũng là một cái địa điểm cắm trại khá là lý tưởng các bạn ạ. Mình sẽ quay cho các bạn một vòng về cái địa điểm cắm trại ở đây, ở trên cao gió ngàn. Thứ hai nữa, đây cũng là một cái địa điểm off-road rất là tốt. Sáng nay thì mình đã phi con xe của mình, nhưng mà cũng khuyến lưu ý với các bạn là nên đi xe hai cầu. Quãng đường của nó thì khoảng tầm 6 km từ dưới chân núi đi lên, nơi có những cái địa điểm thuê lều, thuê bạt, cắm trại đấy. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn một số cái bãi cỏ ở đây, rất là thoáng. Chỉ lưu ý các bạn là cắm trại thì các bạn lựa chiều hướng gió về khuất, về có những cái mô đất ở đây các bạn có thể để nó khuất đi. Bây giờ mình quay cho các bạn đây, trùng điệp ở bên kia là Hòa Bình. Cái dãy núi này là ngăn cách giữa Kim Bôi Hòa Bình và Chương Mỹ Hà Nội. Hôm nay là gió rất là mát các bạn ạ. Mình tí nữa mình sẽ đi sang cái khu vực bên bãi nhảy dù bên kia để xem có bạn nào tham gia không. Quay về phía Kim Bôi Hòa Bình cho các bạn biết đây. Từ Hà Nội lên đây chỉ 40 phút lái xe thôi các bạn ạ. Đi off-road tốt này, cắm trại tốt này, nhảy dù tốt, và những cái điểm check-in chụp ảnh cuối tuần không chê vào đâu được. Mình sẽ quay lại cho các bạn một cái vòng bên này nữa để các bạn hình dung ra. Sau đó mình sẽ lên xe phi sang cái ngọn đồi bên kế tiếp, nơi có một cái bãi đáp, xin lỗi các bạn, một cái bãi nhảy dù nữa. Theo mình biết là bên này là đón gió Nam và bên kia là đón gió Bắc. Mời các bạn theo chân mình. Và bây giờ mình sẽ cho xe chạy từ cái cái điểm ở bên này nhảy dù ở bên này đồi Bù chạy sang cái điểm ở bên kia. Các bạn có thể nhìn thấy xa xa đấy, mình đang ở cái điểm nhảy dù ở bên này. Mình sẽ cho xe phi sang bên kia. Cung đường khá là dốc đấy, các bạn quay xa xa ra cái đỉnh kia để mọi người thấy. Nắng đẹp, mình sẽ phi xe sang bên đấy. Các bạn theo dõi cung đường, mình bây giờ sẽ leo. Rất là dốc các bạn ạ. Phải nói là lên được con dốc trước mặt kia mới là phê. Thời tiết thuận lợi thì là các bạn nào đam mê off-road thì nên đi con đường này các bạn ạ. Nhìn từ xa nó dốc đứng thế kia, mình sẽ chinh phục nó. Này nắng khá là đẹp. Mình đang tìm ở dưới này nó có một cái ngã ba, chắc là quặt theo cái lối rẽ này thì sẽ sang được bên đấy. Ở đây thì nó có một cái lối rẽ. Mình rẽ vào đây thì thấy một cái cổng chào, nhưng mà mình không đi vào cái cổng đấy. Cái cổng đấy mình nghĩ là sẽ vào một cái khu trang trại của cơ quan tổ chức nào đấy, vì người ta xây cổng. Còn quạt bên trái là lên đến đỉnh cao nhất của đồi Bù, đi ra sống khủng long các bạn nhé. Rẽ quạt vào cái lối này là đi lên sống khủng long các bạn ạ.
cái sống khủng long này thì vào mùa tháng 11 và tháng 12 thì trên này là bông lau rất đẹp các bạn, bạt ngàn luôn. Các bạn có thể search trên Google hoặc xem trên các cái kênh YouTube khác mô tả cái vẻ đẹp ở đây. Mùa này đi thì mình tạm thời chưa nhìn thấy bởi vì là nó hết mùa. Tuy nhiên là cảm giác được phi xe ô tô lên một cái đỉnh cao 833 m với mênh mông đất trời như này quả là tuyệt các bạn. Các bạn theo dõi chi tiết bởi vì mình sắp sửa cho xe phi lên một trong cái dốc cao nhất của cái đỉnh đồi Bù này. Có thể nói là xe ô tô lên được cao nhất mà xa nhất thì có thể thì mình đã đi. Các bạn quan sát nhé. Cái dốc trước mặt là dốc đứng và mình phải xuống xe để quan sát xem có phải không, cái lối xuống nó sâu hay không. Nhìn trong này thì có thể là không phải, nhưng mà nhìn thẳng ra kia thì mới thấy rằng là nó đúng là nó là dốc đứng thật. Tí nữa mình sẽ cho bạn camera quay từ bên ngoài vào để các bạn thấy rằng là nó rất là dốc. Các bạn quan sát nhé, mình sẽ phi lên cái dốc này. Ngay bây giờ mình sẽ phi lên cái dốc này. Bây giờ mình sẽ cho xe vọt lên cái đỉnh kia các bạn nhé. Khóa vi sai cầu sau quá nhẹ nhàng đối với em Ford Everest 2023 này. Dốc đứng luôn các bạn ạ. Có thể là trong khuôn hình các bạn không nhìn thấy, nhưng mà quay từ xa để các bạn hình dung ra là nó vọt một cái là lên luôn. Hầu như không phải. Mình sẽ cho xe ô tô của mình vượt lên đỉnh núi cao nhất Hà Nội các bạn nhé. Cao nhất mà có thể đi được bằng ô tô. Sống khủng long quá đẹp. Đây, ra đây mình sẽ quay cho các bạn thấy. Rồi. Mình đang trên đỉnh đồi Bù các bạn ạ. Chuẩn bị nhảy dù nhưng hôm nay lại không có cái dù nào cả. Quay cho các bạn biết là trên cao lộng gió này, các bạn có thể nghe thấy tiếng gió bốn phía luôn. Bao la đất trời, đây ngắm Hà Nội mới là tuyệt tác các bạn này. Đấy, từ đây có thể nhìn sang được cái máy đáp bên kia, thấy chưa? Cái ô tô của mình đây, bạn camera đây đây, mình sẽ chỉ cho các bạn đây. Là cái bãi đáp ở bên kia là lúc nãy mình vừa phi xe sang bên đấy đấy. Và mình đã phi xe ngược đồi sang bên này. Mời các bạn chiêm ngưỡng lại một lần nữa trên đỉnh đồi Bù Hà Nội. Lý tưởng luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi dọc theo cái sống khủng long này để check in cho các bạn xem. Bãi nhảy dù đồi Bù, Chương Mỹ, Hà Nội. Mùa này thì không phải là mùa hoa, mùa bông lau, cho nên là đồi nó có vẻ khác các bạn ạ. Siêu phẩm. Này có hai bác lên chuẩn bị nhảy dù, nhưng mà gió to quá cho nên là các bác đang cân nhắc là gió nhỏ hơn một tí hay sao thì các bác mới bay được. Hôm nào có thời gian mình sẽ học hỏi chơi cái môn này. Đây là bộ đồ nhảy dù của các anh ấy. Nhẹ thôi các bạn ạ. À. Mình xin kết thúc video tại đây. Đó là cảm nhận của cá nhân mình về phong cảnh đồi Bù. Mong nhận được sự góp ý của bạn để xây dựng kênh ngày một phát triển hơn. Chào tạm biệt các bạn.